lên chưa? Cái bộ đâu mà sao to nhỉ? Cái bộ vào cô ăn cốt thì bà cũng bị lấy tắm ở bắt cô la em vào nhắn hồng tập tự đi. Mọi người vào chấm bài lên cho em nha mọi người ơi. Có à không? Hello mọi người nha, các chị vào chấm bài lên cho em nhé mọi người nhá. Thả tim thả like lên giúp em nha mọi người ơi. Mọi người thấy em thì chấm bài lên giúp em nha mọi người nha. Chấm bài tương tác thả tim thả like lên giúp em. Mới nhận hàng của shop đẹp mê luôn, bé nhà mình rất thích. Cảm ơn chị Kiều Nguyệt Minh nhá. Cảm ơn các chị nha mọi người. Vào chấm bài lên giúp em với nha mọi người nhá. Vào chấm bài lên cho em với nha. Hello, hello Hằng Lai, hello chị Kiều Nguyệt Minh này, hello Trần Mizu này, hello chị Thắm Đỗ Thị này, hello các chị nha mọi người. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like với nha mọi người ơi. Tương tác thả tim thả like lên giúp em với nha. Chấm bài lên giúp em nhá. Đầu like em cũng tặng các cái hàng lẻ size ấy. Em ơi sao chị đã được gọi chốt đơn hơn một tuần rồi mà chưa nhận được hàng à? Trần Nga này. Rồi để em báo bưu điện phát đơn cho chị nhá. Chị nào chưa nhận được hàng thì mọi người nhắn lên đây cho em để em báo đơn luôn một thể này. Và chấm bài này có đồ bộ cho bé không? Có đồ bộ chị ạ, có đồ bộ nha. Hôm nay em có đồ bộ nha. Sao mà cái màn hình tối mờ. Rồi ok nha mọi người nha, lên luôn nha mọi người nha, lên em tặng hàng lẻ size này. Ui trời ơi, không chốt được á. Rồi áo hè đi em, có từ đề từ hôm giờ toàn bán áo hè ấy. Áo mình mặc có bán, áo em mặc không bán mọi người, áo em mặc em mua, em mua hàng Quảng Châu á. Rồi lên luôn cho em nhé mọi người nhá. Mọi người chấm bài tương tác thả tim thả like cho em nhá. Mọi người chấm bài thả tim thả like cho em nhá mọi người ơi. Hello mọi người nha. Rồi lên cho em con này này, em tặng luôn này. Con này em có size 15 cân đến 18 cân đúng không? 15 cân đến 18 cân cho em con này. Cho em này 4 đến 5 tuổi mang vừa cho em váy này này. 4 đến 5 tuổi mang vừa cho em này. Rồi mã hàng cho em là 01 này. Em ơi kiểm tra hàng cho chị đã chuyển chưa? Trần Nga cho chị xem đã chuyển chưa? Nếu như được gọi chốt đơn là đi đơn rồi ấy chị yêu ạ. Nếu như được gọi chốt đơn là đi đơn rồi ấy. À, em nhận hàng đều rồi đẹp chị nhé. Cảm ơn chị Phạm Kim Ngân nha. Cảm ơn chị. Rồi mọi người mua hàng nhận được hàng rồi thì feedback lên cho em với nhá. Lên con này cho em 01 tặng đầu like này 15 cân đến 20 cân 5 tuổi này. 4 đến 5 tuổi cho em, mã số lên là 01 cho em nhá mọi người ơi. Hôm có shop gọi mà máy mình hết pin không nghe được, gọi lại thấy shop nghe máy. À không nghe máy. Giờ mình chọn lại rồi ok, link chip vào đặt lại giúp em nhá. Link chip vào đặt lại đi. Chị xem váy cho bé 33 cân rồi đợi em xíu. Rồi cái này lên cho em mã số lên là 01 tặng đầu like này. À, bao nhiêu? 39.000 cái nhá.
39.000 không lựa kiểu cho em váy hoa thô boy nha các bác nha. Lên cho em mã hàng lên là 01 cho em còn chục cái nhá, tặng 39.000 một cái cho em. Tặng 39.000 cho em mã số lên là 01. 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. Mã số đây là 01 cho em 39.000, 15 cân đến 20 cân cho em 4 đến 5 tuổi mang vừa. Áp dụng chia sẻ like giúp em này. Áp dụng chia sẻ like giúp em này. Không 39.000. Rồi ok nha, 39.000 thôi, 20 cân 5 tuổi cho em nhé mọi người nhá. 20 cân 5 tuổi quay lại cho em nhá. Rồi 01 cho em nha các bác nhá, 01 cho em. Nó rất là xinh, mã số lên là 01 cho em 39.000. Đúng rồi, comment đúng mã số kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em 15 cân đến 20 cân, 4 đến 5 tuổi mang vừa cho em 39.000. 39.000 cho em nhá. 39.000 mã số lên là 01 cho em nha mọi người nhá. 01 cho em. Trần Nga có đơn nhá. Trần Nga có đơn rồi. Rồi ok nha, chị nào chúc 01 thì comment cho em là 01, không lựa màu đâu mọi người nha. Lưu ý không lựa màu và không lựa kiểu đâu nhá. Cái này em có hai kiểu này thôi, không lựa màu, không lựa kiểu. 39.000 cho em nha mọi người, váy hoa tặng 39.000. Chị nào lấy thì comment là 01 cho em. Hả? Bây giờ phải đăng nhập nick của cô Nguyệt mà không biết mật khẩu của cô Nguyệt đâu. Ok. Đi tự xử lý cho chị cái đi. Để chị đang bán hàng mà. Đây gọi cho cô Nguyệt bảo là cái T-Bot mật khẩu của nhà mình là cái gì. Đây 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 cô Nguyệt này. Gọi đi. Mật khẩu là gì rồi. Ok lên tiếp cho em nha mọi người nhá. 0139.000 cho em nhá. Rồi lên tiếp này. Mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo chứ cái này mình chưa để cho cái chị sĩ à. Chị không thấy nhắn được. Rồi ok mã số tiếp theo lên cho em này. 02 này. Mọi người chia sẻ like đi các mọi người, size gì đấy? Size 20 cân, có 3 cái size 30 cân. Rồi lên cho em váy bèo cánh à, tiên này. Cái tên tại số điện thoại với lại mật khẩu Facebook của công nghiệp là gì đấy? Rồi mã số em ở bên shop à. Rồi cái này lên cho em mã số 02 này, 15 cân đến 20 cân nhá. Cái này cháu ơi, nó kết nối với cái Facebook của cô mà nó không vào được, nó mất là phải đăng nhập lại Facebook. Rồi ok, lên cho em con này mã số lên nào. 02 này, gọi bằng Facebook. Ở Zalo 8386. Nhắn là Lê Thùy Linh. Lê Thùy Linh. Rồi ok nha. Rồi lên cho em con này mã số 02 này, 02 cho em size 15 cân đến 20 cân này. 15 đến 20 cân cho em, tặng cho em váy này với giá là bao nhiêu nhỉ? Tặng thôi nhá. Cái này em tặng với giá là bao nhiêu nhỉ? Ừ, cái này xinh lắm, cái này bán, cái này em nhập rất là đắt. 4, bao nhiêu, 55.000 cái đi. 55.000 đồng cho em nhé mọi người nhé. 55.000 cho em. 55.000 đồng cho em, mã số lên là 02 nhá. Sao gọi chốt hàng rồi không có, sao lại không có nhà em đang đi đơn mà chị Hòa Phan. Đang đi đơn mà, đang đi đơn mà. Mọi người chấm bài chia sẻ like cho em với nào. Rồi con này lên 02, 55.000 một cái cho em. Size 15 cân đến 20 cân cho em, 4 đến 5 tuổi mang vừa luôn này. Cái này không lựa màu đâu mọi người nhá. Không lựa màu nha mọi người nhá. Cái này lên cho em là không lựa màu đâu mọi người nhá. Với giá là 55.000 một cái nha mọi người nhá. 55.000 đồng cho em. Mã số lên cho em là 02 giúp em nhá mọi người nhá. Ui cái này màu trắng đẹp thích nhỉ. Màu trắng đẹp lắm mọi người. Cái này màu trắng của ngoài rất là đẹp. Với lại size bao nhiêu cân em nhỉ? 15 cân đến 20 cân cho em nhé mọi người nha. Rồi chị nào lấy thì comment cho em. 02 55.000 cho em ạ. 55.000 với lại size gì em? Rồi size 15 đến 20 cân cho em nhé. Và có một cái, một hai cái size 30 cân nhé mọi người nhé. Rồi 55.000 một cái cho em. Phải cánh tiên cao cấp cho em nhé mọi người. Chị nào lấy thì comment cho em ạ. Số là 02 đi. 02 cho ba vị này. 02 cho Phạm Hồng Ngọc này. 02 cho Kiều Nguyệt Minh này. 02 cho Hồng Nhung này, ok này. 15 cân đến 20 cân và size 30 cân nhá. 30 cân em có 2 cái thôi các chị ạ. 30 cân em chỉ có 2 cái thôi nhá mọi người nhá. Váy ở sau có màu gì? Váy bugri này, ở chị váy bugri mà vừa mới về xong á, đẹp lắm. Váy đấy có một màu đấy thôi. Rồi ok, chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 02 nhá mọi người. 55.000 một cái nhá mọi người nhá.
Cái này hàng lẻ size nên là em tặng rẻ đấy, chứ còn bình thường cái váy này không có giá 55.000 đâu, rất là đẹp luôn. 15 cân đến 20 cân cho em, mã số lên là 02 cho em nha các bác nha. 55.000 một cái cho em váy xốp. Chất liệu nó là xốp mềm, nó không bị nhăn luôn á. Cái này nó không hề bị nhăn luôn. 55.000 một cái cho em nha mọi người ơi. Váy cao cấp thiết kế này, hàng thiết kế cao cấp tặng chỉ có 55.000 đồng một cái, từ 15 cân đến 20 cân cho em và size 30 cân cho em nha mọi người nhá. 02 này đặt nào lên cho chị Cú Phát đã. Hai nha bé nha, chị không vừa chị không nào rồi. Ok này, 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, là có đơn không lựa màu đâu, 55.000 cho em nhá. Nguyễn Hương có rồi, Xuân Nguyễn có rồi. Ok này. Chi Quỳnh có 02 ok này. Có váy cốt tông không? Có Burberry này là hàng cốt tông này, rất là đẹp luôn. Rồi ok, chị nào lấy thì comment 02 cho em nha các bác nha. 02 55.000 này. Còn ít thôi tặng. Rồi mã số tiếp theo lên cho em. Đây lên con Burberry này, họ con Burberry này là hàng cao cấp mọi người, cái này đẹp lắm. Cái này rất là đẹp luôn. Mã số chị có thấy mà mọi người ghi. Mã số tiếp theo cái này đẹp ơi là đẹp, nó là dòng cốt tông nha các chị yêu nhé. Nó là dòng cốt tông cho em này. Có bên trong chân váy có quần này. Cái này là hàng cao cấp. Cái này là hàng cao cấp vừa mới về xong. Vừa mới về xong cho em, có quần bên trong nhá. Form size là từ 15 cân đến 32 cân cho em, dòng cốt tông này, co giãn 4 chiều này. Ui nó đẹp lắm mọi người, cái váy này rất là đẹp luôn. 15 cân đến 32 cân cho em này. Đó, lên cho em con này mã số này, hàng cao cấp nha, 03 này. Mã số cho em này. Úi, biết cái này ở đây, ghi bình luận. Rồi ok nha, lên đúng cú pháp cho em mã số, kèm cân nặng và kèm số thoại cho em. Rồi lên cho em con này mã số 03 cho em, phong size là từ 15 cân cho em tới 32 cân nhá mọi người nhá. Từ 3 tuổi cho em này, đến tầm 8 tuổi, 8 tuổi quay lại. 15 đến 32 cân cho em này. Đó, 3 đến 8 tuổi mang vừa cái set này cho em, tặng với giá là, em tặng set Burberry cao cấp với giá 115.000 một set thôi ạ. 115.000 hàng cao cấp nhà em nhá. Hàng 250 bây giờ em tặng 115.000. Cho em mã số là 03 nha các bác nha. 03. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn này. Đây con này lên là 03 cho em. Đó, rất là xinh này. Ui mẹ ông mọi người ơi, cái này là hàng tàu hẳn hoi, nó đẹp ơi là nó đẹp ấy mọi người, nó đẹp lắm luôn ấy. Chất nó rất là mịn nha mọi người, nhìn kỹ cho em là nó rất là mịn này. Đáp ren hàng cao cấp cho em với giá là 115.000 đồng cho em, mã số lên là 03 cho em, hàng cao cấp nha các chị nhá. Em không có nhiều cái set này, em có tầm 30 set thôi ạ. Cái này em về được đúng 30 set, không có nhiều. Bên trong chân váy là có quần nha mọi người nhá. Có quần cho em rất là đẹp luôn. Đây có quần này. Không hề bị hở hang luôn. Mã số cho em là 03 nha các bác nha. 03 115.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 03. Chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03 đi. Rồi lên tiếp cho em mã số 04 quần này. Cái set này đẹp lắm mọi người. Cái set này chất nó sờ nó rất là mịn, có tông tàu rất là mịn. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Quần đùi này. Ơi. Rồi lên cho em quần sóc đùi này. 03 cho Kiều Nguyệt Minh này, Đỗ Thị Thắm có 03 ok, Xuân Nguyễn 03 ok, 02 là 55.000 nhá. 03 115.000. Các chị ơi mua ở ngoài cái set này các chị không mua dưới 200.000 luôn. Đấy là em nói thẳng luôn, không dưới 200.000 luôn. Cái này em không có nhiều nên em không để lâu vì là em còn có 30 set thôi. Em có đúng 30 set, về 50 set để xỉ lấy mất 20 set rồi, còn có 30 set thôi. Cái này nó rất là đẹp mà sờ nó mịn lắm, hàng cốt tông nha mọi người nhá. Cái này hàng cốt tông tàu rất là đẹp luôn này, cổ lá rất là đẹp. Cái này lên là 03 109.000. À 115.000 xin lỗi mọi người. 115.000 này, nhìn chân váy của em này. Nó là cạp rất là đẹp và co giãn cho em nhá mọi người. Cái set này nó xịn ơi là xịn đấy. Đó, bên trong thì có quần cho các con rồi, rất là thoải mái rồi. Rồi chị nào lấy 03 thì comment cho em 03 set Burberry 115.000 đồng cho em nha mọi người. 115.000, con này là mã số 03. Giang Đỗ có 03 rồi ok. Rồi lên cho em quần sock này. Lên cho em quần sock này. Ô, hôm nay về nhiều kiểu quần sock lắm mọi người. Quần sock đọc sai đi em. Rồi quần sock lên cho em nhá mọi người ơi, quần sock mã số lên cho em là 04 này. Form size từ 15 à từ 10 cân cho tới 40 cân em có size quần sock, mã số cho em là 04 nha mọi người nhá. Với giá em tặng chỉ có 69.000 một quần cho em quần sock này, quần sock đùi cho em 69.000 này. Đó rất là xinh luôn. Rồi lên cho em con này mã số lên là 04, quần sock đùi bao mềm luôn, bao chất bao giá luôn cho em này. Đấy hàng cốt tông tàu à quên quên hàng bò giấy cho em nhá mọi người nhá, rất là xinh. Mã số lên cho em là 04 quần sock nha mọi người, 69.000 một quần, nó có rất là nhiều kiểu luôn. Em có rất là nhiều kiểu luôn các chị nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên nha mọi người, từ 10 cân trở lên là em có size rồi. Đó. Từ 10 cân cho em tới 40 cân em có size nha các chị nhá. Từ 10 cân tới 40 cân em có size, mã số cho em là 04 quần sóc đùi cho em với giá là 69.000 một quần thôi ạ. Co giãn 4 chiều luôn cho em. Đấy cái này siêu co giãn luôn, mặc rất là thích nha các chị yêu nhá. Quần sóc mã số lên là 04 này. Đó 04 có nhiều kiểu lắm.
không lựa kiểu đâu mọi người nhá, cái này không lựa kiểu đâu mọi người nhá, và toàn kiểu đẹp thôi, 04 nha mọi người. Chị nào lấy 04 thì comment cho em 04 69 69 nghìn. Từ 10 cân cho tới 40 cân em có size nhá mọi người ơi. Đó. Từ 10 cân tới 40 cân em có size nhá. Từ 10 cân tới 40 cân em có size. Lên cho em mã số là 04 này, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Hôm nay có rất là nhiều kiểu luôn á. 04 cho em 69 nghìn cho em nha mọi người ơi. 69 nghìn đồng cho em nhá. 69 nghìn. Từ 10 cân là từ 2 tuổi trở lên là mang được rồi ạ. Từ 10 cân cho em tới 40 cân thì tầm 12 tuổi quay về nha mọi người nhá. 40-42 cân cho em. 40-42 cân. Chị nào lấy 04 thì comment cho em quần sóc đùi là 04 cho em nha mọi người. 04 này. Mã số lên là 04 cho em. 69 nghìn đồng cho em rất là nhiều kiểu luôn nha. À, không lựa kiểu đâu mọi người nhá. Ông Ngọc My lên số điện thoại này. Ông Ngọc My lên số điện thoại. Các chị ơi lên số điện thoại đi, không có số điện thoại không chốt đơn được đâu nhá. Không lựa kiểu đâu chị Giang Đỗ ạ. Chọn anh ba chiếc quần bé cân nặng. Đỗ Phương ok này, lên số điện thoại giúp em nhá. Đỗ Phương lên số điện thoại giúp em nhá. Lên số điện thoại giúp em. Rồi 0469 nghìn một quần nữa, chất mềm lắm mọi người. Cái này chất màu giấy rất là mềm luôn, co giãn cho em nhá mọi người nhá. Co giãn 4 chiều cho em này, quần bò nha em siêu xịn luôn, nó rất là dày ấy, chất nó dày và rất là co giãn cho em. Mã số lên cho em là 0469 nghìn cho em nhá. Không vào được à? 69 nghìn đồng cho em, mã số lên là 04 cho em nhá mọi người nhá. Lên số điện thoại giúp em nhá mọi người ơi. Lên số điện thoại giúp em đi. 69 nghìn. 10 cân tới 40-42 cân em có size nha mọi người. Lên mã số này, kèm cân nặng này, kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nha. Mã số là 04 này, có cổ là váy nam. Váy này á, váy này là mã số 03-115 nghìn, váy bukuri nhá. Đó, rồi cho em lên là mã số 04 nhá mọi người nhá. 04 á. Chấm bài lên cho em với nào mọi người nào. Tương tác chấm bài, thả tim, thả like lên cho em với nào. Mọi người ơi, chấm bài lên giúp em với nha mọi người nhá. Chấm bài lên giúp em với ạ. Tương tác kém quá. Các chị chấm bài liên tục lên cho em với nào mọi người nhá. Mã số này là 04 nha mọi người. 04 cho em 69.000. 69.000 còn chơi bằng một cái váy cao cấp luôn ấy. Rất là đẹp luôn. Rồi 04 cho em nhá. Ok chị Đỗ Phương này, quần bé gái này. Rồi ok này. Rồi ok nha. Mã số này là 04 ạ. 10 cân tới 40 cân nhá mọi người ơi. 10 cân tới 40 cân cho em lựa kiểu ngẫu nhiên nhá. Đây là quần gấu à, xinh nhỉ. Rồi ok nha, 69.000 đồng giúp em. 69.000 cho em. Mã hàng cho em là 04 nhá. Ông Ngọc My rồi ok này, 40 cân này, cái này to là 42 cân ấy. Cái này to được lên là 42 cân nhá mọi người. 69.000 cho em nha mọi người nha. 04 kèm cân nặng cho em là ok có đơn nhá. 04 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Váy đi tiệm hôm nay không có. Rồi lên cho em một con váy này, một con váy tiết này, mã số 05 này. 27-30 cân. Rồi mã số lên cho em 05 này. 27-30 cân đó. Thế nghĩa là size lớn lên 27-30 cân. À, size bé ạ. Bé lên lớn 27-30 cân. Rồi ok, lên tiếp cho em một váy sọc cổ vuông nhá mọi người nhá. Váy sọc cổ vuông cao cấp cho em này, tay bồng rất là xinh luôn. Mã hàng lên cho em là mã số 05 này. Có bộ mã số 05 lên cho em, con này có size cho bé là từ 17 cân tới 30 cân nhá. 17 tới 30 cân cho em, váy chất liệu của nó là chất đuổi xốp cho em rất là mềm luôn, cho em tặng 89 nghìn một váy luôn. 89 nghìn lên cho em mã số này là 05 nha mọi người nhá. Ok này, ngày mai nhà em có nhân viên gọi chốt đơn, tí là có nhân viên gọi chốt đơn nhá, chị Đỗ Phương và tư vấn size cho bé nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 05, váy sọc cao cấp cho em với giá là, mã số 05 cho em với giá là 89 nghìn một váy nha mọi người nha. 89 nghìn. Màu xanh, màu vàng và màu tím cho em nha mọi người nhá. Size là 17 cân đến 30 cân em có size. Phần sau em có dây thắt eo rất là xinh luôn này. Màu tím ở ngoài nó sẽ đậm hơn ở trên line nha các chị nhá. Nó sẽ đậm hơn ở trên line đấy. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 05 cho em đi. 05 nhá mọi người nhá. Con này lên là 05, 89 nghìn đồng. 89 nghìn màu vàng này, màu xanh này. Mã số lên cho em là 05, 89 nghìn cho em. Đúng rồi, 89.000 đồng cho em. 89.000 cho em 05 kèm màu nha các chị nha. Lên màu luôn giúp em nha mọi người nhá. 05 kèm màu cho em. 89.000. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 05 cho xíu em ok này.
05 cho em là bữa chị chốt có gửi hàng không? Vậy như đã có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi nha. Có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi nha chị ơi. Rồi chị nào lấy thì comment cho em 05 nhé mọi người nhé. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment cho em là 05 nha các bác nhá. 05 cho em với giá là 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000 cho em. Rồi mã số tiếp theo này. Mã số tiếp theo này. Rồi lên tiếp cho em bộ này. Bộ mới về đâu em nhỉ? Đây, đó. Đào cái mùi gì ấy nhỉ? Mùi bà. Mùi bà để cái nước cái gì đấy. Nước long nhàn. Ở nước long nhàn hay chứ. Rồi mã số tiếp theo lên cho em mã số 06 này. Rồi mã số 06 này. Anh có cổ đi học à? Ờ. Có cổ đi học bao nhiêu cân chị? Rồi cái này lên cho em mã số 06 này. Sai bao nhiêu cân em? Rồi cái này lên trên mã số 06 này, sai từ 15 cân đến 30 cân cho em, mã số lên là 06 nha mọi người nhá. Mã số 06 cho em nhá. Bộ này bộ cotton cho em này. À, tặng luôn cho em bộ này, em còn ít cho em tặng 49.000 một bộ thôi nhá mọi người nhá. 49.000 đồng bộ cho em. Hả? Được rồi à. Rồi cái này lên trên là mã số 06, 49.000 đồng cho em nhá. Tự nhiên không nghe đến cái tiếng đấy nó in đơn sao sót hết cả ruột ấy. Ừ, sót hết cả ruột đi chứ. Không nó có bắt đâu, chỉ là cái mùi kinh quá. Rồi mã số lên cho em là 06 nhá mọi người, nhớ đây cái mật khẩu đấy mà hôm sau mà thế à. Rồi 06 không lựa màu nha các chị nhá. 06 không lựa màu cho em này, từ 15 cân đến bộ đến 30 cân nhá mọi người. 4 tuổi em 8 tuổi mang vừa nhá. 15 cân đến 30 cân cho em, mã số lên là 06 cho em với giá là 49.000 bộ thôi em tặng nhá. Cái này em còn ít, em tặng 49.000. Em tặng 49.000 một bộ cho em, chị nào lấy 06 thì comment cho em là 06 nha các bác nhá. 49.000 đi. 49.000 đồng giúp em nhá. 49.000. 49.000 06 kèm cân nặng nha mọi người. Chất cốt tông tàu nha, in tia sét này, phần trên phần dưới có màu và phần giữa không có màu nha mọi người nhá. Chị nào lấy thì comment là 06 cho em nha mọi người nhá. Hoàng Trang có 06 này, xíu em có 03 rồi ok này. Ờ, Kiều Nguyệt Minh này có 06 này, Chi Quỳnh 06 này, Phương Bình 06 này, Cun Nguyễn 06 này. Nghe thoại này. 06 cho Ngân Nguyễn này ok này. Rồi 9 tuổi mét 3, cái này mét 3 vừa đấy chị ạ. Cái này cao nhất là mét 3, quay lại cho em nhá mọi người nhá. 06 cho em. 30 cân quay đầu, 15 đến 30 cân có 49.000 này. Cái này là em tặng. Bình thường cái này em nhập vào đi gần 80.000 rồi á. Gần 80.000 bộ này em làm là gần 80.000 rồi. Lấy hàng à? Ôi nhưng mà chị không mang tiền ở đây. Nếu như anh ấy quen thì vứt đây đây chị chuyển khoản. Ui cái mùi tinh quá. Chị mang tiền 06 nha mọi người, 06 cho em 49.000 cho em nhá. Ông Ngọc My có này. À, nhà em không có bé trai rồi, nhà em chuyên bé gái á. Nguyễn Hải Yến có 06 này. À, Tôm Trần có 06 ok này, 49.000 một bộ nha các chị nhá. 49.000 đồng cho em nhá. 49.000 giúp em. Đó, chị nào lấy 06 thì comment cho em là 06 kèm cân nặng cho em 49.000 bộ cotton không lựa màu đâu mọi người ơi. Cái này không lựa màu đâu mọi người nhá. Cái này không lựa màu đâu vì em còn ít thôi, em không lựa màu đâu nha em tặng. Chị ăn 49.000 chất co giãn 4 chiều này. Đó, không co giãn đập vào mặt em luôn. Các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em, chất cốt tông tàu rất là mịn và đẹp nha mọi người nhá. Không phải là vớ vẩn đâu nha mọi người nhá. Tôm Trần có này, Mộng Nghi có, tặng cái gì là tặng ra tặng luôn. Rồi ok. Phượng ớt có 06 rồi ok, có size 30 cân, có size 30 cân mà. Từ 15 cân tới 30 cân. Có chốt rồi bị được 35 cân không? Không. Hết 35 cân rồi em. Còn từ 15 cân đến 30 cân nha mọi người, 49.000 một bộ nha mọi người nha. 49.000 lên cho em là 06 nha các bác nha. 06 này, 49.000 này. 06, 49.000 này. Rồi, số tiếp theo lên cho em 07 còn mấy cái này tặng luôn này. Size gì đây này? 15 cân này. 15. Ba vị có này. Trang Phương có này. Ui tự nhiên sao cứ bị sạc sạc cái nước bọt chứ. Trần Hường có hai bộ ok này, cho em hai bộ Trần Thanh Hường rồi ok nhá. Trần Lý có 06 này, Đỗ Phương 06 này. 06 màu trắng cân nặng 19 kg, mặc vừa nha chị Đỗ Phương nhá. Mặc vừa nha chị ơi, 19 kg mang vừa nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 07 này, em còn 12 đến 15 cân cho em, tầm 3-4 tuổi mang vừa, váy 2 giây này em tặng 30.000 một cái thôi. Em còn tầm 10 cái thì em tặng 30.000 một cái nhá, không lựa màu luôn. Con này lên cho em mã số là 07 cho em này. Đó rất là xinh nhá. Cái này chất tơ mềm nha mọi người nhá.
Cái này chắc dòng nó là dòng tơ mềm, cái nào mà còn lẻ size tầm 10 đến 15 bộ thì em sẽ sale rất là rẻ luôn. Rồi 10 đến 15 cân nhưng mà 3 4 tuổi thôi, mã số cho em là 07 này, 30.000 một váy nhá mọi người nhá. 30.000 cho em này, đó rất là xinh. Mã số lên cho em là 07 nhá, 30.000. Có mấy cái thôi mọi người. 10 mấy nhá? 12 đến 15 cân cho em 2 3 tuổi em, à quên, 2 đến mà bao nhiêu? 2 đến 4 tuổi nhá. 2 đến 4 tuổi cho em đi. 4 tuổi được không nhỉ? 15 cân 4 tuổi được không? Ờ được đấy. Không sợ ngắn đâu. Rồi ok nha, 07 cho em 30.000 nha các chị nhá, 30.000. Thanh Hường có 06 rồi, ok nhá. Rồi cái này lên là 07 cho em ạ, 07 cho em nha mọi người nhá. Đó, 07 cho em. Chị nào lấy 07 thì comment 07 cho em áo trắng quần đen. Chị thì chốt cho anh áo trắng quần đen, ok nè. Rồi 07 cho em này. Ví dụ chị Đỗ Phương đấy là lấy 07 với lại 06 đấy, không mấy đâu. Rồi ok nha, lên tiếp cho em này. Cái con này là 03 nhá mọi người nhá. Cái con này là 115.000 hàng cao cấp mới về sau nhá. Cái con này là 115.000 hàng cao cấp mới về sau đấy. Cái này đẹp lắm. Size từ 15 cân đến 32 cân cho em mã số này là 03 nhá. Đúng không? 115.000 con này là 03 hàng cao cấp này, áo là cotton tàu cho em, cái này là hàng tàu ấy, nó đẹp ơi là đẹp luôn á. Đây mặt sau này đắp ren từng đường kim mũi chỉ nó rất là nét luôn này. Đó cái này nó nét lắm luôn ấy, cái váy này này. Ở cái chân váy là có các cái chữ B này. Đó rất là xinh. Rồi chị nào lấy con này lên là 03 cho em nha mọi người, size đến 32 cân quay đầu cho em, mã số lên là 03 cho em với giá là 115.000. 115.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 115.000 cho em, mã số lên là 03 giúp em nha. 15 cân đến 32 cân cho em 115.000. 115.000. 115.000 cho em. Rồi ok nha, không bảy cho Trang Phương rồi, ok. Rồi lên tiếp cho em này, mã số tiếp theo này. Cái này hết chưa? Chưa, 2 size, 120 gram, 2 size, 600 nắng đúng không? 600 triệu khoản mấy tiền rồi à? Có. À, anh cái mặt nám này à? Điện thoại chị đâu? Đấy. Ừ, không phải đâu, chờ người ta chuyển số tài khoản vào đấy đấy. À, rồi lên cho em tiếp một cái váy Burberry cao cấp này, cái này cũng đẹp này. Mã số lên là 08 này. Ok, Đỗ Phương có 0319kg này. Rồi cái này lên cho em mã số 08 này. À, 08 cho em này. Con này là size gì nhỉ? Vừa nói mà quên xứ chứ. Size 20 cân và size 35 cân. Rồi cái này em có size 20 cân và size 35 cân nhá. Em tặng luôn 89.000 một váy thôi ạ. Em còn 10 váy em sale 99.000 một váy nhá mọi người nhá. 99.000 cho em. Mã số lên là 08 này, 99.000. 20 cân và size 35 cân em có size. Đấy, 20 cân và size 35 cân cho em. Mã số lên cho em là 09 nhá mọi người. Váy Burberry cho em của vuông ven nhá, rất là xinh luôn. Của vuông ven rất là đẹp luôn này. Đó, chị nào lấy 09 thì comment cho em là 09 nhá mọi người nhá. 09 ạ. 09 cho em này, 99.000 hàng Burberry cao cấp. Cái này ở bên ngoài đang bán là tầm nói chung là phải tầm 200 đến 250 á. 200 đến 250 á. Nhà em bán tặng các chị này 99.000 một váy thôi ạ. 99.000 con này lên là 08 đúng không em? 08 đúng rồi. Cái này là 08 cho Phương Ngân rồi. Ok, Lê Ngọc Anh có 08. Ok, 99.000 từ 20 cân và size 30 35 cân cho em nha các bác nha. 20 cân và size 30 35 cân em có size này. Cái này cũng đắp ren rất là xinh luôn này. Đó, đắp ren rất là xinh luôn. Chị nào lấy 09 thì comment là 09 giúp em nhá. Phần sau có phối khóa chất. Còn nó là chất thô boy mềm dáng dáng baby doll nhá mọi người nhá. Cái này là dáng baby doll Hàn Quốc rất là xinh. 0999.000 cho em. 99.000 cho em nha. Nhi Nguyễn có 09 ok, em có bảo tí là like xong chị bán không? Có. Rồi Nhi Nguyễn có 09 rồi. Bán chưa? Rồi bán rồi, thấy gửi số rồi đó. Thì đây em bán rồi nè. Ờ à, thì bán đi tí là chị bán cả tiền dưa cho. Rồi ok, 09 nha mọi người nha, chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Hiếu An nhá. Nhi Nguyễn có 09 ok nè. Chốt cho em con này tay bồng mã số này của Burberry, mã số này là 09 cho em. À không, 08 hay 09 cũng được mọi người nhá, ẻo em đọc nhầm lên 09 rồi. 08 hay 09 cũng được nha các chị nhá. 08 hay 09 cũng được, tại vì em chốt đọc lên 09 rồi, tại em sai. Tại em sai. À, mẫu này mặc xinh lắm luôn, cảm ơn chị này. Cái này em còn có 10 cái thôi, 08 hay 09 cũng được nha mọi người. Size là 10 size là 20 cân và size 30 35 cân cho em nhá. Mã số là 08 hay 09 cũng được, tại vì em chốt đồng nhầm lên 09 rồi ấy, thì các chị comment 08 hay 09 đều giống nhau nha mọi người, với giá 99.000 một váy thôi. Cái này đẹp lắm mọi người, cái chất này nó rất là đẹp luôn á. Này, cái này là nó là chất thô boy mềm á, dòng Burberry cao cấp.
nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là 08 hoặc 09 nhá mọi người nhá. 08 hoặc 09 cho em đi. 08 hoặc 09 rồi tụi tao sắp say cái mùi kia tại mùi của bà xin ấy. Ờ trời ơi, em cũng sắp say rồi. Chết nó tao khó rồi. Ừ, kinh nhỉ. Sọc vào mũi. Mùi như mùi thuốc nhãn nó kinh chết đi. Mã số 10 này vừa nhận được hàng rất đẹp, cảm ơn. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Khánh Hoan nhá. Cảm ơn chị này. Quần jean 20 cân có nhá. Quần jean 20 cân đây, còn lên cho em quần ngố này, mã số 10 này. Rồi lên cho em con này mã số 10 này. Quần quần ngố này. Quần ngố nha mọi người. Đây, lên cho em quần ngố mã số 10 này, từ 15 cân cho em tới 40 cân này, mã số 10 này. À, chị nhiêu tuổi rồi? Em năm nay á mà 92 là ba mấy nhỉ? 30 tuổi đúng không? 92 là 30 tuổi. Mới 30 tuổi thôi các chị. Mới đầu bà. Rồi ok nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 10 này. Đúng không nhỉ? Mã số 10 form size là 15 cân tới 40 cân, em có size quần ngố nha mọi người nhá. Với giá là 75.000 một cái thôi nhá. 75.000. Lên cho em mã số là 10 cho em này, quần ngố này. Đấy, từ 15 cân trở lên là mang được rồi á. 15 cân 3 tuổi trở lên là mang được rồi. Mã số cho em là 10 nha mọi người nha. 10 từ 15 cân tới 40 cân. Tới 40 cân cho em với giá là, mã số 10 cho em với giá là 75.000 một quần. Em có nhiều hình lắm. Em có rất là nhiều hình nha mọi người nhá. Bán rồi à? Ok, 10 cho em á, em có nhiều hình thêu lắm. Cái này nó là hình thêu ngẫu nhiên nhá mọi người nhá. Lấy hai cái thì em cho hai quần khác nhau nhá mọi người nhá. Mã số lên là 10 cho em với giá là 75.000 một quần thôi ạ. Co giãn này, thả mút mồ hôi này mặc rất là thích luôn nhá mọi người ơi. Mã số 10 mọi người chấm bài lên cho em đi. Chấm bài tương tác lên cho em với nhá. Rồi chị nào lấy 10 thì comment 10, mã số 10 này. Út Hiền có 10, Lê Thị Tú có 10 này, Thiên Di này có 10 này, ok hai cái này. Nhi Nguyễn có 10, ok này, quần ngố này mặc đi học thêm, mùa hè nó mát đấy. Rất là mát mà cái này mặc đi học chính cũng được đúng không? Rồi ok, từ 15 cân tới 40 cân cho em nha các chị nhá. 15 cân tới 40 cân cho em, mã số lên cho em là 10 với giá là 75.000 một quần thôi ạ. Nó hơn cái quần shop có một xíu xíu thôi. Hơn cái quần shop có một xíu xíu thôi mọi người ạ. Rồi chị nào lấy thì vui lòng comment đúng mã hàng là 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nha mọi người nhá, mọi người nhá. Lê Hoa này có 10, ok. Nguyễn Ngân Nguyễn có 10 rồi, ok này. Đồ không mua hỏi túi thân dễ bị chửi nhà em cứ chờ đi. Ok nha, phòng em dễ tính không mà. Rồi ok nha. Có áo chị nhá, có áo nhá. Danh Trần có 10 rồi, ok nhá. 10 cho em, mã số 10 cho em có giá là nói máy quên nhỉ, 75.000. 75.000 một quần thôi mọi người. 75.000 một quần cho em, mã số lên là 10 cho em này. Đó, chị nào lấy 10 thì comment cho em là 10, 75.000 cho em nha. 75.000. Không sai là từ 15 cân cho tới 40 cân. Em có sai, để đúng sai đấy. 15 cân tới 40 cân cho em nhé. Quần ngố maxi rất là nó mềm đó mọi người. Cái này nó rất là mềm nha mọi người nhé. Rất là mềm luôn. Đó, quần bò giấy mà nó rất là mềm luôn. Chị nào lấy 10 nữa thì comment 10 cho em nha. Mã số là 10, mấy giờ rồi? 1:15. Rồi ok, chuyên hảo có 10, ok các chị vui lòng đi đơn hai sản phẩm trở lên giúp em, đơn trên 100.000 đồng cho em với nha mọi người nhá. Đơn trên 100.000 đồng giúp em với nha mọi người. Mã số lên là 10 này. 10. Mã số lên cho em là 10. Ok nha, mã số 10 cho em nhá. Mỹ Linh Trần có 10, Ngọc Bích Trương có 10, chuyên hảo có 10, ok này. Mọi người ơi, áp dụng chia sẻ like cho em với nha các chị yêu nhá. Áp dụng chia sẻ like giúp em nha mọi người nhá. Mã số 10 cho em này. Váy hoa cổ tròn hôm trước là váy nào? Em không nhớ váy nào nhà em nhiều váy lắm. Quần jean dài chút nữa chị có hơi ngắn. Cái này quần dài hơn nhà em không có mọi người ơi, quần dài hơn nhà em chưa ra nhá. Mọi người chưa ra mẫu mới nhá. Bây giờ chỉ mới về được quần ngố với lại quần đùi thôi, quần ngố với quần đùi thôi các chị ạ. Rồi chị nào lấy 10 thì comment cho em 10 nha mọi người nhá. Rồi đây em tặng luôn một cái quần suông ngố này. Quần phô ngố này em chỉ còn size 15 cân này. Mã số tiếp theo này. 15 17 cân này. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 11 này, em tặng cái quần này chỉ với giá là 45.000, quần phô ngố về em hết rồi. Cái này em hết rồi này. Mã số này xin phép sang mã khác là mã số 12 giúp em nhá. À 11 giúp em nhá, 11 chứ đúng không? Sao dạo này cứ nhảy số thế nhỉ? Ok, Bùi Huyền có 11 rồi, ok này. Rồi xin phép mọi người là em chuyển sang mã khác này. Mã hàng tiếp theo lên cho em là mã số là 11 cho em này. Mã số 11 em tặng 45.000 một cái thôi. Cái này em hết sạch rồi, em còn 10 cái thôi. Size là 15-17 cân cho em nhé. Tầm 4 tuổi quay lại.
3-4 tuổi mang vừa cho em quần suông ngố. Nó là dáng quần suông ngố mặc trên gối cho em với giá là 45.000 một quần nhá. 15 cân này tới 17 cân cho em, 14-17 cân, nói chung là tầm 3-4 tuổi là mang vừa cho em nhá mọi người. Co giãn này, nó rất là thích. Mã này lên cho em mã số là 11 giúp em nha mọi người nhá. Mã số lên là 11 giúp em nha các bác nhá. 11 kèm cân nặng cho em là ok, có đơn. 11 cho em 45.000. Rồi ok nha, mã số lên cho em là mã số 11 cho em nha các bác nha. Mã số lên là 11 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 11 45.000 một quần. Trời ơi, mua ở đâu được cái này 45.000. Nhà mẹ nào mà có size này vừa lấy cho con mặc 45.000 nó rẻ ơi là rẻ. Bằng bát phở luôn. Bằng một bát phở mặc cái này mặc về áo phông rất là xinh luôn nhá mọi người nhá. Em còn mình size bé nên em tặng luôn á, 45.000. Thon size là 14-17 cân, nói chung là tầm 3-4 tuổi là mang vừa cho em quần suông ngố này nhá. 3-4 tuổi là mang vừa nhá mọi người. Mã số cho em là 11 nha mọi người nhá. Đấy, cái này lên là mã số là 11, quần suông ngố này. Quần suông ngố này mọi người, dáng suông nhá. Cái này là dáng suông á. Có 45.000 một quần, trời ơi nó rẻ giá man luôn á. Cái này là tặng luôn đấy chứ. Ok, nhỏ tiên này, bộ cốt tông cho bé có nhá. Nhỏ tiên có này, tôm trần có 11. Ok các chị ơi, lên cân nặng cho em mới nhá. Mã số lên này, mã số kèm cân nặng và kèm số thoại đúng cú pháp ghi bên dưới nha. 45.000 một quần suông nhá mọi người nhá. Đấy, trời ơi, bằng bát phở luôn. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Vui lòng đi đơn trên 100.000, tức là đơn 2-3 sản phẩm trở lên giúp em nha các chị nhá. 45.000 một quần, mã số lên là 11 cho em đi. 11 nha mọi người nhá. Con đùi là mã số mấy? Quần sóc là mã số 04 nha mọi người ơi. Quần sóc lên cho em là mã số 04 nha mọi người nhá. Quần sóc này mã số là 04 nha mọi người nha. Quần sóc cho em mã số là 04 này. Size 10 cân tới 40 cân cho em quần sóc cho em với giá là 69.000 một quần thôi nha. 69.000 cho em mã số này là 04 này. Đó, quần sóc nha mọi người nhá. Nó rất là xinh luôn. Quần sóc em có rất là nhiều kiểu. Có nhiều kiểu lắm. Rồi chị nào lấy 04 thì comment cho em quần sóc và mã số là 04 cho em. 04 nha mọi người ơi, với giá là 69.000 một quần nhá. 69.000 từ 10 cân cho tới 40 cân em có size từ 2 tuổi cho em tới 2 tuổi cho em tới 12 tuổi quay về cho em, mã số cho em là 04 đúng không em? 04 quần sóc nha mọi người nha. Áo em mặc không bán. Dạ, Giang Đỗ có 11 rồi ok nè. Nhung Trần có 11 rồi, Nguyễn Ngân có 11 rồi ok nè. Rồi ok nha, chị nào lấy thì comment 11 cho em nhá mọi người nhá. À quên, 04 cho em nhá. Mã số 04 cho em là quần sóc nha mọi người nhá. Quần sóc nha. Quần sóc 04 cho em nhá. 69.000 cho em mã số kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, áp dụng chia sẻ like cho em nữa nha. Rồi chuyên hảo 04 này, Phương Ngân này, Phương Nguyễn có 04 này, Thị Tú có mã số 04 rồi ok này. Hồng Nguyễn Phương Ngân có không... lên số điện thoại giúp em với à? Nguyễn Ngân lên số điện thoại giúp em nhá. Nguyễn Ngân lên số điện thoại cho em với nào. 04 cho Thiên Di này, Nguyễn Nương có 11 rồi ok. Váy quần sóc này đang lên là 04 ạ. Quần sóc em đang lên là 04 nhá. Trần Lý 04 ok này, có 69.000 một quần thôi, đẹp lắm. Mọi chất bò giấy rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Co giãn 4 chiều cho em này. Đó, chị nào lấy thì comment 04 cho em không lựa kiểu nhé mọi người. Cứ lấy hai cái thì em cho hai kiểu khác nhau. Từ 10 cân 2 tuổi là em đã có size rồi ạ. 10 cân cho em tới 40 cân 12 tuổi mang vừa cho em nhé mọi người nhé. Chị nào lấy 04 thì comment cho em là 04 giúp em nhé. Các ơi, lựa kiểu ngẫu nhiên nhá. Lựa kiểu khẩu nhiên ngẫu nhiên cho em nhá. 04 đi. Nguyễn Ngân hay là cái gì lên số điện thoại đi chị. Nguyễn Ngân lên số điện thoại đi chị. Chờ chị nào lấy thì comment là 04 cho em nhá. Xét ở sau á hả? Rồi chị nào lấy thì comment 04 này lên áo lẻ nha. Rồi mã số tiếp theo này. Áo này còn ít tặng luôn. Size này size 15-20 cân à. Rồi lên áo, áo tim và áo con vịt này. Mã số cho em là 12 này. Áo này em tặng luôn kèm với quần cho các chị nhá. Size 15-17 cân với lại có khoảng tầm 5 cái size 30 cân. Nhi Nguyễn có 04 này, Đăng Nguyễn có 04 này, ok. Phương Nguyễn có 04 này, ok này. Rồi lên áo vịt hàng tàu cho em nhé mọi người nhé. Hàng tàu cho em này, áo vịt và áo tim này. Form size là 15 cân đến 18 cân và size 35 cân à? 30 cân.
Và size 30 cân, 30 cân em chỉ có 5 cái thôi. Mã số này lên là 12 nhá. Mã số 12 áo vịt cho em, áo hot trend này tặng 49.000 một cái nha mọi người nhá. Tặng 49.000 một cái không lựa màu đâu nhá. Mã số này lên cho em là 12 đi. Đây áo đây. Nguyễn Ngân không lên số điện thoại à? Mã số lên là 12 cho em này, áo vịt và áo hình tim. Form size là 15 cân đến 18 cân cho em, nói chung là tầm 4 đến 5 tuổi mang vừa. 4 đến 5 tuổi mang vừa áo này cho em với lại size 30 cân nhá mọi người nhá. 30 cân thì tầm 8 tuổi, 7 8 tuổi cho em. Rồi chị nào lấy thì comment cho em này. Cái size 30 cân nó rất là ít nha. Cái size 30 cân em chỉ có tầm 5 cái thôi mọi người nhá. Còn chủ yếu là size 15 cân đến 18 cân cho em hàng tàu nha mọi người nhá. Cái này là hàng cốt tông tàu 100% co giãn 4 chiều cho em này. Đó, rất là xinh luôn nha mọi người nhá. Co giãn 4 chiều mà chắc nó đẹp lắm. Em còn ít nên tặng 49 như một cái thôi. Mã số cho em là 12 đúng không? 12 cho em nhá mọi người nhá. Hình vịt và hình tim cho em nhá mọi người nhá. 49.000. 49.000 cho em mã số này lên là 12 thôi em đi. Áo quần bò này chị mặc với áo phông chứ không có áo kiểu nha chị nhá. Em không có áo kiểu. Mã số lên là 12 nhá. Hoàng Trang có 12 ok này, Nguyễn Thị Mùi có 04 là ok này. Mã số này là 12 cho em nhá mọi người ơi. 12 cho em này. Đó, chị nào lấy 12 thì comment cho em là 12. 12 cho em. Form size cho bé là từ 15 cân đến 18 cân, 4 đến 5 tuổi mang vừa và size 30 cân, 49.000 một áo cho em. Mã số cho em là 12, cốt tông tàu nhá. Cái này áo phông tàu nha mọi người nhá. Cái này hàng tàu rất là đẹp luôn. Đó, chị nào lấy thì comment là 12 cho em ạ. Có 49.000 cái. 49.000 bò lưỡng lên rồi mà. 49.000 cho em nhá. 49.000 cho em. Đó, chị nào lấy 12 thì comment 12 giúp em nhá. Đây này, 49.000 cái nha. Áo size 35 cân có size 35 cân nha. Có size 35 cân. Mã số này lên là 12 nha các chị ơi. 12 49.000 cho em nhá. 12 49.000 cho em. Đi đơn cho em 100.000 đơn 34 sản phẩm xem nhá mọi người ơi. Rồi lên bớt chino này. Bớt chino này. Mã số cho em là 13 này. Bớt chino này. Rồi con này lên cho em mã số 13 Merchino form size là 15 cân. À quên, 20 cân tới 35 hay 40 cân, 40 cân đúng không? 20 cân tới 40 cân em có size. Con này lên cho em mã số này. Là mã số này cho em là mã số 13 cho em 69.000 đồng Merchino nhá mọi người nhá. Merchino em có màu đỏ, màu đen và màu xanh nhá mọi người. Merchino lên cho em mã số này là 13, cũng là hàng cốt tông tàu cho em nhá mọi người nhá. Mã số 13 đi, 13 cho em này. Đó, màu xanh ở ngoài là nó nhạt, đúng màu xanh dương luôn đấy, nhưng mà trên line nó lại bị đậm chứ. Rồi nhá, mã số 13 cho em nhá mọi người nhá. 13, form size là 20 cân tới 40 cân em có size nhá. 69.000 một áo á, 69.000 cho em nhá. Ba lỗ em không có. Không có nhá. Rồi chị nào lấy thì comment cho em là mã số là 13 giúp em nhá. 13 49.000. 13 49.000. À quên, 69.000, xin lỗi mọi người, 13 69.000. 13 69.000 chị biết nó còn gì thật cả mình. Hồi nay chị cứ mình sao ấy nhỉ? Sao mà lại nói nộn đấy chứ? Chán thật á. Chị xem cái này số gì mà con anh em size gì đấy. Em 3 bộ. Mã số 14 em còn 3 bộ này. Đấy là bao nhiêu là 3? XL. Size 25 cân. Rồi lên cái này cho em size 20 đến 25 cân cho em này. Bộ quần ngố này. Bộ quần ngố này 17 cân đến 25 cân cho em nhá. 17 cân đến 25 cân cho em. Mã số lên là 14 em. Còn mấy bộ em tặng 50.000 một bộ này. Đó, 50.000 một bộ luôn, không bằng một cái áo phông với bộ gấu nhá. Bộ gấu Merchino, bộ gấu nhá. Cái này em kèm thêm một cái quần cho các chị nha mọi người nhá. Áo của nó là dáng dài rộng và qua mông nhá mọi người nhá. Size 17 cân đến 23 cân cho em. Mã số lên là 14 này. 14 nha mọi người ơi. Mã số lên cho em là 14 cho em với giá là 50.000 một bộ. Còn 3 bộ em tặng 50.000 một bộ các chị nhanh tay này. Đó, 14, 50.000. Mã số lên là 14, 50.000 cho em nhá. 13 là cái gì đấy? Ở áo phông Út Hiền có 13, ông Ngọc My có này. Quý Kim 13 này. Ok nhá. 14, một bộ cho chị Ngọc My này. 14, 23 cân này. Rồi lên tiếp cho em này, mã số 15 này. Lên cho em một tiếp này. Đây, lên cho em con này, bộ này đẹp lắm mọi người ạ. Bộ này em có ảnh ấy, nhưng mà quên em không đăng á. Đây có ba màu này thôi á. Đọc size đi em. Bộ này cái dáng 13 cũng giống cái dáng này này. 23 cân.
Mã số 15 này, mã số 15 cho em size từ 10, đây là từ nhỏ nhất đây ạ. À? Từ 17 cân đến 35 cân cho em này. Mã số tiếp theo nha, cũng là chất cốt tông cho em này, quần legging ôm này, dáng thể thao rất là đẹp. Mã số này lên là 15 cho em với giá là, tự nhiên tao quên giá rồi. Điện thoại chị đâu rồi? Để chị xem giá. Rồi ok nha, lên cho em bộ tiếp này. Em hết rồi các chị ơi. Bộ gấu hết nha mọi người ơi, bộ gấu hết nha. Rồi mã số cho em là 15. Mã số 15 cho em nhé mọi người nhé. Mã số 15 cho em này. Em sale cho các chị với giá là 89.000 một bộ thôi các chị nha. 89.000 đồng cho em nhé. 89.000 cho em. Form size là từ 17 cân đến 35 cân em có size nhé mọi người. Áo là nó là dáng dài qua mông, 89.000 một bộ nha mọi người nhé. 89.000 quần nó đẹp nhờ. Ui cái quần này nó rất là đẹp mà nó chất nó dày lắm mọi người nhá. Co giãn này. Đây cái này co giãn 4 chiều, hàng 100% cốt tông cho em, 89.000 một bộ cho em, có màu hồng, màu cam và màu vàng nha mọi người nhá. Mã số này lên cho em là 15. 89.000 một bộ nha. 89.000. Bộ 14 em hết rồi mọi người ơi. Chuyển sang bộ 15 này. Mã số này là 15 cho em nhá. Áo là dáng dài qua mông. Cái này em mới về được có 100 hàng thôi mà chất nó đẹp lắm. Cái này chất nó rất là đẹp luôn đó mọi người. Cốt tông tàu cho em nhá. Mã số lên là 15 cho em ạ. 89.000 một bộ thôi, 89.000. Form size cho bé là từ 17 cân đến 35 cân nha các chị ơi, được lựa màu đấy, 17 cân đến 35 cân cho em, màu hồng, màu cam và màu vàng này, màu nào cũng đẹp đấy. Màu nào cũng đẹp cho em. Các chị ơi, 14 nhà em hết rồi, chuyển qua 15 nhá. 14 hết rồi, các chị chuyển qua 15 giúp em nha mọi người ơi. Chuyển qua 15 cho em đi nha. Chuyển qua bộ mã số này là 15 giúp em nha mọi người. Em tìm cái ảnh mẫu mặc cho các chị này. Đây. Ui đẹp nhờ. Đây các chị nhìn này. Tốt nhanh không hết này. Đây. Đây thấy chưa? Xinh chưa? Mã số này là 15, 89.000 một bộ cho em nha. 89.000 cho em. Form size cho bé là từ con này em có size là từ 17 cân tới 35 cân, em có size nha các chị nhá. 17 cân tới 35 cân. Đây là màu hồng nhá. Mẫu mặc đang mặc này là màu hồng này cho em này. Đó, mẫu đang mặc là màu hồng chất cốt tông tàu 100% luôn cho em, có 89.000 một bộ nha mọi người nhá. 89.000 đây, úi đây. 89.000 cho em nhá. Rồi chị nào lấy 15 thì comment cho em là 15 giúp em này. Đây là màu hồng này. Đây là màu cam này. Ui nó đẹp lắm các chị ạ. Bộ này đẹp lắm luôn á. Đây, màu cam này. 89.000 cho em nhá mọi người nhá. Đấy dáng của nó là dáng áo dài qua mông, 17 cân tới 35 cân em có size nha mọi người nhá. 17 cân tới 35 cân cho em, đây là màu cam màu hồng này. Đấy, màu hồng này. Đây, em chụp cả hàng nhà em đó. Màu vàng này, đó màu vàng này, màu nào cũng xinh ấy, màu nào cũng xinh ấy. 89.000 một bộ thôi nha mọi người, 89.000 cho em nhá. Đấy các chị nhìn mẫu ở trên điện thoại cho em là biết này, 89.000 cho em nhá. Form size cho bé là từ 17 cân tới 35 cân, em có size màu vàng, màu hồng và màu cam nhá. Màu vàng, màu hồng và màu cam cho em, đó xinh lắm. Áo qua mông cho em, còn quần là legging ôm nhá mọi người nhá. Quần 15 cân vừa, áo 10, quần 16 cân vừa, áo thì hơi rộng tí rồi. 16 cân thì quần mặc vừa này. 16 cân 4 tuổi trở lên chị nhá. 16 cân 4 tuổi trở lên nha các bác ơi. Bộ này là phải 16 cân 4 tuổi trở lên giúp em nhá. 16 cân 4 tuổi trở lên mang vừa cho em với giá là 89.000 một bộ thôi nha mọi người. 89.000 cho em rất là xinh luôn. Chị nào lấy 15 thì comment cho em mã số này là 15 giúp em nhá. 89.000 một bộ. 89.000 đồng cho em nhá. Đó, rất là xinh, màu vàng màu hồng này. Mã số 15 cho em màu cam này. Mã số 15 cho em màu cam này. 15 cho Kiều Nguyệt Minh này. Đọc chốt nha. Kiều Nguyệt Minh có 15, Ngân Nguyễn 15, ok Kiều Nguyệt Minh có rồi ạ. Ngọc Nhi 15 này. Lê Ngọc Anh 15 này, 89.000 nhá. 13 là cái gì đấy? Ok, Đăng Nguyễn này có 13 rồi, ok nhá. Thu Đào có 15, ok này. Comment mã số kèm màu luôn nhá mọi người ơi. Mã số kèm màu và kèm cân nặng luôn cho em nhá. Có 3 màu, màu cam, màu hồng và màu vàng cho em, 89.000 một bộ cho em ạ. Chị nào lấy thì comment cho em mã số này là 15, 89.000 đồng giúp em. Nó rất là xinh luôn bộ. Cái này là áo mặc qua mông dáng thể thao rất là đẹp, chất cốt tông 100% co giãn 4 chiều này. Đó, nó co giãn 4 chiều cho em nhá. Co giãn 4 chiều cho em 89.000 chứ. 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng cho em. Các bạn có thấy chị Hường nhỏ nhỏ à nhỉ? Nhìn chị Hường cứ nhỏ tí tí ạ. Chị ơi đăng kín rồi, em đăng kín rồi. Chị đăng kín lại đi, có đắm cưới sang đây chờ nhá. Ok nha. Rồi chị nào lấy thì comment 15 cho em nha các bác nha. Mã số là 15, 89.000 nhá. Đẹp lắm, bộ này rất là đẹp luôn á.
Rồi Yến Nhi Phạm có này, ông Ngọc My có này, Thu Đặng Thu Đào có rồi này. Rồi Yến Nhi Phạm là lấy mã số 15 ok này. Ba màu. Ba màu nhá. Rồi chị nào lấy thì comment mã số là 15 cho em 89 một bộ thôi, chất cốt tông tàu mặc siêu mát luôn, mặc rất là thích luôn, mà các cái bộ này mặc nó dễ hoạt động ấy, rất là đẹp. Rồi chị nào lấy thì comment là 15 cho em nhá. Rồi thôi. Áo phổ tiếp này. Đây bộ này hàng tàu này còn đẹp hơn này. Rồi lên cho em bộ hàng tàu này còn đẹp hơn này. Đó, bộ này rất là đẹp luôn. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 16 này. Mã số 16 cho em hàng tàu này. Quần váy nha mọi người nhá. Quần váy cho em chất này còn đẹp hơn. Mã số lên là 16 cho em nhá. Bộ cola này. Bộ cola. Mã số 16 cho em nhá mọi người nhá. Áo bèo. Form size. Đọc size đi em. 20 cân tới 40 cân cho em. Mã số lên là 16 nhá, 16 cho em này, bộ này xem 109.000 nhá mọi người nhá. 109.000. Cái này kể có 45 cân thì mình mặc cũng được nhỉ. Nói chung là 45 cân rất đẹp. Rất đẹp lắm. Ừ, cái này chất hàng tàu nên chất đẹp lắm. Rồi 16 nhá. Lên cho em bộ này mã số này là 16 cho em 109.000 nhá mọi người nhá. 109.000 vừa mới có, vừa mới về. 109.000 cho em mã số này là 16 cho em nhá mọi người. 16 nhá. Sao? Mã số này lên cho em là 16 nha các bác ơi, 16 cho em nhé mọi người nhé. Form size cho bé là từ 20 cân tới 40 cân, em có size cái này là size to, size là 40 cân nhé mọi người nhé. 109.000 cho em hàng tàu nhé mọi người nhé. Cái này là bộ hàng tàu rất là đẹp luôn, quần của nó là dạng quần váy ấy. Có 3 màu, màu cam, màu hồng và màu xanh. 109.000 một bộ. Đây, bộ nó này. Đây, bộ này đẹp lắm, bộ này là chất quần váy hàng tàu ấy mọi người, chất nó mịn lắm. Nó mịn mà nó đanh chất, nó dày ấy. 16 nhá. Bộ 15 là size từ 15 cân tới 35 cân nhá. 15-17 cân tới 35 cân, mã số là 15 nhá. Rồi Kiều Nguyễn Minh có 16 rồi ok nhá. Màu xanh này. 16 cho em màu màu hồng này. 16 màu hồng này. Quần váy nhá mọi người ơi. Size to mình mặc được. Để có size to mình mặc. Size bé. Size có đến 40 cân thôi. Size 40 cân cho em, mã số này là 16 cho em nha các bác nha. 16 cho em 109 một bộ nhá. Đây, 16 lên cho em màu vàng này. Đây là màu vàng này. Màu vàng cam. Cái gì? Rồi ok, 15 cho Dương Tuấn Tú này. Cái này lên là mã số 16 đi mọi người nhá. Thu Đào có 16 này. 109.000. 109.000. 109.000 cho em mã số này là 16 giúp em nha mọi người nha. Lê Hoa 16 này, 20 cân tới 40 cân nha các bác ơi. Đây là màu vàng cam nhá mọi người nhá. Màu hồng này và màu xanh, màu hồng, màu vàng cam và màu xanh cho em mã số này lên là 16 nha mọi người nhá. Hôm nay có hai đứa nghỉ. Con Khánh Hưng lại con chi đó, con ốc. Ốc đi ra viện với bà rồi, biết lúc đâu về. Ông chút quên. Sẽ mai về. Thế này à. Lê Hoa có 16 rồi ok nhá, 109.000. Còn ai nữa nhỉ? Sao thì chỉ có mình mẫu con Thương này chứ mất. Thế là có 6 đứa à? Ôi sao lâu nay cứ tưởng 7 đứa nhá. Chắc thế. Ngáo mẹ rồi, tưởng 7 đứa nha. Rồi ok, chị nào lấy 16 thì comment 16 cho em. Quý Kim này, 16 này ok nhá. Mỹ Linh Trần có 16, bộ này đẹp lắm. Các chị không mua thì hơi phí ấy mọi người. Bộ này không mua hơi phí, nó là dạng quần váy rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. 109.000, mã số này là 16 cho em. 20 cân tới 40 cân em có size nhá mọi người ơi. Cái này mà có size to này của bọn em là em mặc liền ấy. Cái này chất nó đẹp lắm, nó là hàng tàu ấy mọi người. Nó là dạng hàng tàu ấy, mặc rất là thích luôn. 109.000 một bộ nhá. Có Bích Trường có này, 16 này, Hương Vũ Thị này có 16 ok này, 3 màu cho em nhá, 109.000. Đó, chị nào lấy thì comment 16, 109.000 cho em nha. 109.000 cho em. Rồi cái này mã số mấy đấy nhỉ? Đọc lại cho chị xem nào. Đây, lên cho em mã số này. Rồi lên cho em con này mã số là 06 này. Em còn ít thôi, em tặng 49.000 bộ cho hết đi này. Cái này lên là 06 cho em nhá. Size 20 cân không ạ, 15 cân đến 30 cân. 15 cân đến 30 cân cho em mã số này là 06 này. Mọi người chấm bài lên nhé mọi người ơi. Murakashi lên số điện thoại cho em này. Taki mua Saki lên số điện thoại cho em này. Lên số điện thoại cho em nhá. Nếu là không biết là phải gọi điện được cứ chưa linh tinh mà sai là chết. Sai là còn chết hơn. Ừ thì thôi, à thôi chỉ bỏ túi đi. Rồi cái này lên cho em mã số này là 06 nha mọi người nhá. 16 cho Giang Đỗ này. Mấy kẻ treo kia bao nhiêu? À cái đằng đây hả? Rồi ok đợi em xíu lên cho nhá. Đăng Nguyễn có 16 rồi ok. Nguyễn Hà này đợi xíu này.
chị Murasaki lên số điện thoại cho em với. Đồ bé trai nhà em không có rồi, Ngọc Nhi có 16 rồi, ok nhá. Tôi xét kẻ đợi em xíu. Họa Mi có 16 rồi, ok. Cái này lên là 06 này. Cái này lên cho em là 06 nha các bác ơi. 06 cho em tặng nhá. Bộ này tặng 49.000 một bộ cho em 06 này. Tặng 49.000 đồng một bộ cho em nhá mọi người nhá. 49.000. Form size là từ 15 cân tới 30 cân em có size. Mã số này là 06 chất cốt tông cho em nhá. Em còn một ít thì em tặng luôn. 06 này các chị thích màu gì, 16 thì comment màu đó, còn cái 06 này thì không lựa màu. Ai nó bật nhạc đó. Mã số này là 06 nha mọi người nhá. 06 cho em không lựa màu bộ cốt tông này. Bộ cốt tông nó là quần đùi nhá mọi người nhá. 06 cho em 49 một bộ. Rồi đi đi em đóng cửa cho. Hai đang có sang nữa mà đúng không? Ừ. Rồi ok nha, chị nào lấy 06 thì comment cho em 06 49.000 một bộ nha mọi người nhá. Cái này đang tri ân 49.000 thì em hết rồi ạ. Cái này size 15 cân đến 30 cân em còn vài bộ thôi. Lên cân nặng cho em nhá. Lên cân nặng cho em mã số này là 06 này. Đó, 06 49.000 một bộ nha mọi người nhá. 49.000 cho em chất cốt tông. Cái này chất đẹp lắm. Mà còn ít thôi em sale luôn 49.000 cho hết đi. 49.000 một bộ cho em nhá. Chị nào lấy 06 thì comment cho em là 06 49.000. Mà đi từ từ thôi chứ mà bà chạy kinh nữa. Đừng ngất mẹ ra được. Ok 06 nha mọi người nha. Chị nào lấy 06 thì comment 06. Các chị ơi chấm bài lên cho em đi mọi người. Em không tin chị không làm việc qua vậy. Em đi kinh chị ngất hết chị đấy. Chấm làm được chứ đâu tin. Chị kinh ngất nhẹ ra đấy chứ. Ok 06 nha. Huyền Lê này có 06 rồi ok nhá. Mà bao tử cá ba sa 06 ok này. Rồi ok chị nào lấy 06 thì comment bộ này cho em là 06 nha mọi người ơi. 06 49.000 thôi. Ờ tại vì lên váy các chị lại bảo lên bộ nên em phải lên bộ đấy chứ. Chứ còn em thích bán váy mà nhà em chuyên váy đó. Nhà em chuyên váy mà em thích bán váy á. Tôi đặt cái này lên cho chị đi. À cái set này là 03 này, cái set này đẹp lắm. Cái set này mới về sau này, cái set này em vừa mới về mà em bán chạy lắm mọi người ạ. Cái set này là mã số 03 nhá, 115.000 một set thôi ạ. 115.000 thì 03 này. Form size tao mua cho Trang cái chai quế đi có mười mấy nghìn, 20.000 đúng không? Bán cái ông cái này tôi kinh thật đấy. Dương Cẩm Tú có 06, Trang Phương 06 rồi. Trang Phương lúc nãy như đặt rồi á. Rồi cái này lên cho em mã số là 03 nhé mọi người. Set bukri cao cấp cho em, áo của nó là cốt tông nhá. Áo là cốt tông tàu cao cấp cho em. Cái này hàng tàu xịn sò luôn ấy. Rất là đẹp luôn này. Bên trong chân váy có quần nhá mọi người nhá. Mã số này lên cho em là 03 này. Form size là từ 15 cân tới 32 cân em có size. Mã hàng cho em là 03 cho em với giá là 115.000 một set thôi ạ. 115.000 cho em mã số lên là 03 cho em này. Đấy, cái này các chị không mua được ở đâu, 115.000 luôn. Thề các chị luôn, quá đẹp luôn, nó đẹp lắm mọi người. 115.000 size từ 15 cân đến 32 cân nhá. Phương Mỹ có 06 ok này. Khánh An 06 rồi ok, hai bộ đừng lấy màu trắng là ok này. Rồi cái này lên là 03 cho em nha. 03 hàng cao cấp nha mọi người nhá. Cái này chữ B này rất là đẹp này. Đây chất là chất Bukhuri hàng cao cấp cho em. Ở ngoài em nói thật là không bán dưới 200.000 luôn các chị ạ. Cái xét những cái hàng dòng Bukhuri này này. Cạp chiêu chun rất là mềm và xịn sò này. Đây cái này cạp chun đẹp lắm. Mã số này lên là 03 nha mọi người nhá. 03 cho em với giá là 100 có 115.000 thôi. Cái này có 115.000 thôi nhá. 03 kèm cân nặng cho em. Đó 03 kèm cân nặng cho em là được. Và kèm số điện thoại cho em nhá. 115.000 mã số là 03 cho em này. Trang Phương có 06 rồi ok nhá. Băng Thiểu này có 06 này, hai bộ này ok. Các chị vui lòng đi đơn trên 100.000 đồng cho em nhá. Nguyễn Hà có 03 rồi ok nhá. Cô chị nào lấy 03 này thì comment cho em là 03. Cái này bên trong có quần nha các chị ơi, có quần cho con mặc này. Đó rất là xinh luôn. 115.000 một set thôi nha mọi người nhá. 115.000 cho em. 115.000. Chị nào lấy 03 thì comment cho em là 03 kèm cân nặng cho em là có đơn 115.000 một set. Từ 15 cân này, 3 tuổi trở lên 15 cân này cho tới 32 cân, nói chung là 3 đến 8 tuổi mang vừa cho em nha mọi người nhá. Mọi người chấm bài tương tác lên giúp em với các bác ơi. Chấm bài tương tác thả tim thả like lên cho em với nha mọi người nhá. Đồ em nhận được rồi, đẹp lắm chị ạ. Cảm ơn chị Thùy Linh nhá. Cảm ơn các chị. Rồi chị nào lấy 03 nữa thì comment cho em là 03 nha các bác ơi. Đây lên tiếp cho em váy tiếp theo này. Cái này ô cái này hết ạ. Cái này còn gì nữa? Cái này còn mấy cái size màu vàng màu hồng à? Size 30 size 30 20 cân đến 25 cân này. 20 cân đến 23 cân. Mã số tiếp theo này. Mã số 17 cho em 20 cân đến 20 chậm nhỉ. 20 cân đến 23 cân cho em này.
Mã số lên là 17 cho em nhá. Mã số 17 cho em này, 79 nghìn. Em còn mấy cái tặng 79 nghìn. Mã số 17, 20 cân đến 23 cân em có size nhá mọi người nhá. 5 đến 7 tuổi, 5 đến 7, 8 tuổi cho em. Mã số này lên cho em là mã số 20, à quên 17 chứ. Mã số 17 cho em này. Đây con này lên là mã số 17 cho em nhá. Đưa cái điện thoại để xem nào. Nào lấy thì comment cho em con này mã số là 17 cho em này. Bộ 34 cân có nhá chị ơi, có nhá. Rồi ok, cái này lên cho em mã số này là bao nhiêu nhỏ? 17 à. Cái này lên cho em mã số là 17 cho em nhé mọi người ơi, size 25 cân quay đầu, 15 cân đến 25 cân quay đầu cho em nhé mọi người nhá. Có vài 30 cân đợi xíu nhá. Mã số này lên cho em là 17 cho em với giá là bao nhiêu? 79 nghìn một cái nhé mọi người nhá. 79 nghìn cho em nhá. 79 nghìn cho em. 79 nghìn mã số này là 17 nhá. Cái máy này em có đây, cái này em có size to này. Cái này em có size to này. Rồi mã số tiếp theo này. Rồi mã số tiếp theo 18 này. Rồi kim khuya này có 17 rồi ok. Rồi book đi xem shop book đi là cái nào. Cái này lên rồi gì? Cái này mã số 03 nhá chị nhá. Cái này là mã số 03 cho em, size là 15 cân đến 30 cân cho em. Mã số này là 03 này. 15 cân đến 32 cân. 15 cân đến 32 cân con này là 03, 115 000 đồng cho em nhá. 115 000 váy cao cấp cho em rất là đẹp nè. Book đi bên trong có quần nhá. Bên trong có quần cho em mã số này lên là 03. 03 nhá, thế là 03 115 nghìn, 15 cân đến 32 cân cho em. Rồi còn con này lên cho em váy hoa, mã số tiếp theo là mã số 18 này. Mã số 18 này. Rồi cái này lên cho em mã số này là 18 cho em nhá mọi người nhá. Mã số là 18 cho em váy hoa thô boy này. Váy hoa thô boy cho em. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân em có size nhá. Rồi cái này lên cho em mã số này là 18 cho em với giá là 99.000 đồng nha mọi người nha. 99.000 đồng cho em. 99.000, chất liệu nó là chất thô boy cao cấp cho em nha mọi người nhá. Chất thô boy cao cấp cho em. Form size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân em có size. 15 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người. Mã số cho em là 18 nha mọi người nhá. Chất thô boy rất là mềm luôn ạ. Cái này thô boy siêu mềm luôn cho em. Rồi ok nha. Có bộ nào đấy. Rồi ok nha. Rồi cái này lên cho em mã số này là 18 nha mọi người nhá. Mọi người chấm bài lên cho em với nào các bác ơi. Mỗi chị lên cho em xin một lượt chấm bài với nào mọi người nhá. 18 cho em nhá. 18 cho em nhá mọi người. Cái này lên cho em mã số này là 18 cho em nhá mọi người nhá. 18 cho em. Form size cho bé là từ 15 cân cho em tới 35 cân nhá mọi người nhá. 15 cân tới 35 cân cho em với giá là 15 cân đến 35 cân 99.000 cho em nhá. 99.000 cho em mã số này là 18 cho em này. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu cam. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng và màu cam cho em nhá. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng và màu cam lên mấy cái váy trên giá đi chị chọn thêm. Mọi người chấm bài lên cho em với nào, không sao mà bị làm sao ấy. 19 này, lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Rồi mã số 19 này, được bao nhiêu rồi?
Rồi cái này lên cho em mã số này là 19 này. Mọi người chấm bài lên giúp em với mọi người ơi. Rồi mã số tiếp theo lên cho em là 19 này. Đọc sai đi em. Size từ 17 cân đến 27 cân cho em váy xốp tầng cao cấp cho em nhá. Cái này chất liệu của nó là chất xốp mềm cho em này. Đó, cái này rất là mềm và đẹp. Chất đuổi xốp nha mọi người nhá. Có co giãn nhẹ, nó co giãn nhẹ này. Tay bồng hai lớp cho em rất là xinh, váy hai tầng, phối hai tầng từ 17 cân cho tới 27 cân cho em. Mã số này lên là 19 nhá mọi người nhá. Mã số này lên cho em là 19 cho em với giá là 99.000 đồng một váy nhá mọi người. Hàng cao cấp 300 bây giờ em sale 99.000 nhá. Hàng cao cấp 300 bây giờ em sale 99.000. Mã số này lên cho em là 19 nha các chị nhá. 19 kèm cân nặng cho em là có đơn. 19 kèm cân nặng cho em là có đơn nhá. Rồi ok nhá, mã số này lên là 19 cho em này. Màu hồng và màu xanh cho em từ 17 cân đến 30 à đến 27 cân em có size nhá. 17 cân đến 27 cân em có size với giá là 99.000 cho em bộ 37 cân nào. Có nhá, có bộ 37 cân. Rồi chị nào lấy thì comment là 19 cho em nhá, đúng 19 không? 19 nha các chị nhá, mã số là 19 cho em. 19 nhá mọi người nhá. 19 kèm cân nặng cho em là có đơn nha. Mười chín màu xanh, 19 màu hồng ạ, từ 17 cân đến 27 cân cho em này, từ 4 đến 8 tuổi quay về mang vừa, 4 đến 8 tuổi quay về mang vừa cho em nhé, 4 đến 8 tuổi cho em nhé. Mười chín đúng rồi, Thu Ngân Lương có 19 rồi, ok nhá. Cái này lên cho em 19 là cái này chất này co giãn 4 chiều cho em rất là đẹp, cái này chất này đẹp lắm, cái váy này đẹp lắm. 15 cân à? Ờ, 15 cân à? Ok. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số này là 19 nhé. Từ 17 cân 4 tuổi trở lên làm ăn. Rồi 15 cân trở lên váy hoa đây. Quan trọng là các chị có ưng hay không nữa chứ. Rồi mã số tiếp theo này, váy hoa tiếp này. Mã số là 20 này, đúng không? Mã số 20 này. Mã số 20 này. Rồi mã số tiếp theo 20 này. Mẹ cái thằng này gọi gửi hàng không bao giờ được luôn. Xe cộ. Rồi cái này lên cho em mã số 20 cho em nhé mọi người nhé. Rồi cái này lên là số 20 cho em giá 99.000, 15 cân đến 2 đến 30 cân em có size này. 35 cân, 15 cân đến 35 cân cho em. 15 cân đến 35 cân cho em với giá 99.000, mã số này lên cho em là 20 nhá. Mã số này lên cho em là 20 nhá. 20 đi. Cái này lên cho em mã số là 20 đi. Chứ làm sao mà khách gọi để gửi hàng mà cháu gọi cho anh bao giờ được ấy. Anh nhìn cuộc gọi điện thoại xem. Nhìn điện thoại xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ đấy. Bây giờ gửi số nhưng mà gọi để người ta ra người ta gửi hàng nhá. Gọi có được đâu mà. Rồi ok, 29.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mã số 29.000 đồng cho em này. Đó, chị nào lấy 20 thì comment cho em là 20 giúp em nhá mọi người nhá. 99.000 cho em này. Đó, mã số 20 đúng không? Diễm Nguyễn có 17 váy tim hồng không ok có, này. 99.000. À váy 10 mã số 17 em không có 27 cân đâu chị Diễm Nguyễn nha, Diễm Nguyễn nhá. Cái này mã số 20 nhá mọi người nhá. Phượng Mít có 19 ok nhá. Diễm Nguyễn không có mã số 17 đâu tại vì em không có 27 cân. Rồi cái này lên mã số 20 em có màu hồng và màu vàng, chất liệu của nó là chất thô boy nhá mọi người nhá. Cái này là chất thô boy cho em rất là đẹp luôn. Thô boy rất là mềm. Thấm hút mồ hôi cho em nhá mọi người nhá. Cái này đặc biệt là cực kỳ thấm hút mồ hôi và chất nó không bị nhăn, không bị co rút nha mọi người nhá. Không nhăn không co giúp cho em màu hồng với màu vàng cho em với giá là 99.000, 15 cân đến 35 cân em có size nha. Hai màu hồng vàng cho em, 15 cân đến
15 cân tới 35 cân em có size nhé mọi người nhé. Chị nào lấy thì comment cho em mã số lên là 20. 20 nhé. Ok nha, chị nào lấy thì comment là 20 này, Kim Khuya có 20, Phượng Mít 19 rồi, ok, Phạm Bảo My có 12, ok này. Mã số 20 quên. Mã số 20 cho em 99.000 cho em nha mọi người nhá. Mã số 20 99.000. 99.000 cho em. Rồi ok, lên tiếp để 21 này. Mã số 21 này, cái này là size gì đấy? Rồi mã số 21 size 15 cân, 17 cân đến 35 cân. Mã số này lên cho em là 21 này. 21 cổ theo nhé mọi người nhé. 17 cân đến 35 cân cho em 79.000 một cái thôi nhé. 79.000 cổ theo cho em này. Đó, cổ theo cao cấp cho em 79.000 cho em. 79.000 mã số này lên cho em là 21 nha mọi người. 21 cho em nhé. Cái này lên cho em là mã số 21 cho em. 21 79.000. Dâu tây này. Mã 18 này. Trang Nguyễn 20 này, Xuân Phạm 20 rồi. Ok rồi, con này lên là mã số 21. 21 cho em nhá. Size từ 17 cân tới 35 cân nhá mọi người nhá. 79.000 một cái dáng A nhá mọi người. Chất liệu của nó là chất thôn nến nhá mọi người nhá. Dáng A chất thôn nến rất là đẹp luôn. 79.000 một cái nhá. 79.000 cho em. Đó, chị nào lấy thì comment mã số này lên là 21 cho em nhá. Cổ thêu nhá mọi người. Cái này là dòng cổ thêu vuông rất là đẹp luôn. Đó, 79.000 mã số này lên là 21 cho em nhá mọi người. Đấy, chất thô boy rất là mềm, ở phần trên vẫn có chiếc ngực này, cái này phần trên vẫn có chiếc eo rất là xinh luôn. 21, cái này lên mã số là 21 cho em đi. 21 79.000. Xuân Phạm có 20 rồi, ok nhá. Váy này là váy thô nến, chất liệu của nó là thô nến nha mọi người nhá, dáng A rất là dễ mặc, cái này dành cho những bạn mà bụng to ấy, mặc là nó rất là thoải mái. Mã số 21 cho em nha. 21 kèm cân nặng cho em là được. Mã số 21 cho em với giá là 79.000 một cái nhá. 79.000 cho em. Đó, 79.000 cho em. Rất là xinh. Con này lên là 21 giúp em. 21 kèm cân nặng nha mọi người nhá. 21 79.000. Thầy bảo năm nay làm ăn được. Thầy nào cũng bảo. 21 nha. 21 cho em Cun Cun Nguyễn có 20 hồng hai cá này, ok này. Rồi mã số được nhiều hay được ít thầy không nói. Thật được nhiều hay được ít hay là được kiểu gì thì thầy không nói. Thì ốp sớm tối nó lên. Lên tối khi ngon hơn đó. Hôm qua con người đang lên tối ngon phết. Thấy lên cánh không? Mình bán hai tối. Cánh hai tối được bán. Có một cái gì ở dưới 30, 32. Con tối chinh à. Rồi quên đi để xem cái bộ này cho chị nữa. 21 cho Kim Khuya rồi, ok. Mã số này lên là 22 này. Rồi 22 này, 20 cân đến 30 cân cho em này. Mã số 22 này, 20 cân đến 30 cân cho em. Bộ này tặng 50.000 một bộ nhá. 50.000 một bộ cho em này. Đó, cái này vừa trong túi ra em còn mấy bộ thôi. 50.000 một bộ luôn, chất cốt tông cho em quần váy đấy mọi người. Cái này là quần giả váy á. Rồi cái này lên mã số lên là 22 nhá. 50.000 một bộ, size 20 cân đến 30 cân. Thanh lý 50.000 một bộ luôn, chất cốt tông theo nhá. Cái này là hàng theo này. Đó, mã số này lên 22, quần dài không có, em chỉ có quần ngố thôi. Em chỉ có quần ngố thôi nhá. Mã số lên là 22. 22 nhá mọi người nhá. Cái này lên mã số là 22. 22 50.000 một bộ. Còn nữa sau lưng là mã số mấy? Mã số 16 là cái gì? Cái này là mã số mấy đây em? 18. Rồi mã này là 18 ạ. Mã này là 18 nha mọi người, size 15 cân đến 35 cân cho em với giá là 99.000 đồng cho em. Mã số này lên là 18 nha mọi người nhá. Cái này lên là 18 cho em này. Đó, 18 chất là thô boy hoa nhí rất là đẹp luôn. Phần sau của phối dây thắt eo này rất là xinh. Con này lên là mã số là 18 cho em nha. Mã số là 18 cho em. Đó, mã số là 18 cho em với giá là 99.000 nha mọi người nhá. 99.000. 99.000 cho em. Mã số 18 từ 15 cân đến 35 cân em có size nhá. Từ cái này từ 3 tuổi trở lên là mang rồi, 3-4 tuổi trở lên nhá mọi người nhá.
màu hoa vàng, hoa cam này, hoa hồng và hoa đỏ cho em. Mã số này là 18 nha mọi người nhá. Con này lên là mã số 18 cho em. 99.000 nhá. Đó, 99.000 cho em 18 nhá. Chất cô boy này nhá. Mã số 18 cho em. Rồi lên cho em con này mã số 12 mấy nhá. Mười bảy đến 20 cân rồi. Rồi cái này lên cho em 20 đến 22 cân cho em này. Đấy, mã số tiếp theo này, mã số 23 này. Mã số 23 nhá. 20 cân đến 23 cân cho em này. Để em có 3 cái thôi ạ. Em tặng các chị luôn 69.000 một cái luôn nhá. 69.000 luôn cho em cổ vuông này. Cái này là cổ vuông đắt gen, rất là đẹp luôn này. Nó rất là xinh. Chị nào lấy thì comment 69.000 mã số 23 cho em nhá. 23. Form size là 17 20 cân đến 23 cân. 20 cân đến 23 cân cho em nhé mọi người nhé. Mã số là 23 giúp em. Đó, 69.000 một váy cho em. Chất lượng là thô boy cho em cổ vuông nhé. Cái này là cổ vuông đắt ren rất là xinh luôn. Đó, mã số 23 này. Chị nào lấy 23 thì comment cho em là 23 đi. 23. Mã số là 23 cho em. Không biết là thầy tám thể không nói là làm ăn được vào tháng nào nữa. Thầy nói là làm ăn được, thầy không nói là làm kiểu chi để làm được nữa. Nào nó được làm ăn được. Và cái quần ngố đây thì em chỉ có quần ngố thôi. Mã số 10 này. Phúc Nga lên số điện thoại chị ơi. Phúc Nga lên số điện thoại nè. Phúc Nga lên số điện thoại nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 10 này. Mã số 10 cho em này. À, số 10 này size 15 cân tới 40 cân cho em quần ngố cho em với giá là 75.000 à. 75.000 cho em mã số này lên là 10 nhá. Mã số 10 75.000 một quần. 75.000 một quần cho em mã số này lên là 10 giúp em quần ngố nhá mọi người. Chị nào đặt rồi thì thôi. Quần ngố này lên cho em là mã số 10 giúp em quần ngố size từ 15 cân là mang được rồi á. 15 cân 3 tuổi cho em tới 40 cân nhé mọi người nha. 3 đến 10 tuổi cho em 40 cân quay đầu cho em với giá là 75.000 một quần nha. Chất co giãn 4 chiều, cái này rất là mềm, bò giấy rất là mềm nha mọi người nha. Và có hình thêu này. Đó, nó có hình thêu này. Đó, rất là nhiều hình thêu, hình ngẫu nhiên á. Mã số 10 cho em nha. 10 Phúc Nga lên số điện thoại đi. Mã số 10 75.000 một quần nha mọi người nhá. 75.000 đồng. 75.000 đồng cho em. Chị nào lấy thì comment mã số là 10 giúp em nhá. 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. 10. Mã số 10. Đó, lên cho em mã số này là 10 giúp em. 10 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các chị nhá. Mã số là 10 cho em. Mã số 10 áo phông 25 cân ok. Áo phông ở đây em có áo phông. Áo bích tê ạ. Rồi lên cho áo phông mã số 24 này. Mã số 24 áo phông tàu á, nhà em toàn hàng phông tàu hết á. Rồi mã số lên là 24 cho em này. 24 size 20 cân đến 40 cân cho em áo phông cho em và giá là 69.000 một cái nhá. 69.000 mã số lên là 24 cho em nhá mọi người nhá. Mã số là 24 cho em 69.000. 69.000 cho em mã số này lên là 24 đi. 24 nha. Mã số là 24 cho em 69.000 đồng. 69.000 cho em mã số này là 24 này. Form size cho bé này. Form size cho bé là từ 15 cân à, từ 20 cân đến 40 cân em có size. Từ 20 cân đến 40 cân em có size mã số cho em là 24 nhá mọi người nhá. 24 69.000 một áo ạ. Em có đủ màu luôn nhá, màu trắng, màu đen này, màu ghi này, trắng đen ghi, hồng đỏ nâu cho em. Mã số là 24, cái áo này rất là nhiều màu. Đây là màu ghi này, chất cốt tông co giãn, cái này là hàng tàu nha mọi người nhá. Áo phông nhà em toàn bộ là hàng tàu ấy. Rồi chị nào lấy thì comment mã số này lên là 24 cho em này. Đó, màu ghi này. Đây là màu trắng này, chất đẹp lắm, cái này chất co giãn 4 chiều á. Rồi Mickey cho em màu đen này. 24 cho em màu này là màu hồng này. 24 cho em màu đỏ này, không có cổ bẻ đâu chị. 24 cho em màu nâu này. Áo phông không có cổ bẻ chị nhá. Em không có cổ bẻ không. Mã số 24 nhá.
24 cho em. Hầu như cái cổ bé đi học bán được chậm lắm, bán chậm lắm. Thì bây giờ các bé toàn mặc đồng phục đi học ấy. Rồi ok, chị nào lấy 24 thì comment 24 cho em nhé mọi người nha. 24, 69 nghìn một áo này. 69 nghìn cho em. Ôi trời. Mã số 24 nha mọi người nha. Không có, trời ơi không có nha. Không có cổ nha mọi người. Thôi em nghỉ like đây mọi người nhá. Em xin phép nghỉ like đây mọi người nhá. Ở bên đây người ta hát ồn lắm đây thôi. Ồn lắm đây thôi, nói nó mệt mệt đó. Nói to nó mệt đó. Em xin phép nghỉ like nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem like của em trưa nay nhá. Bye bye mọi người nha, bye bye. Bye bye các chị nha.